Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, Du Tình, nơi mời của bút thần bí, tác giả An Tâm, Shinroki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tình càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì có bạn đang hỏi, một số bạn đang hỏi vì sao dạo này Loki không đọc truyện thường xuyên cũng như là không đọc nhiều truyện như trước đây nữa. Thì xin lỗi các bạn, là dạo này công việc ở công ty của mình rất là bận, thế nên là mình đang phải làm một công trình, thế nên mình không có thời gian để đọc truyện cho các bạn được như trước đây nữa. Nên các bạn hãy hết sức thông cảm cho mình. Loki sẽ cố gắng sắp xếp thời gian có thể để đọc truyện cho các bạn được một cách thường xuyên nhất có thể. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi Loki, ủng hộ Loki trong mọi thời gian khó khăn vừa qua cũng như thời gian dài vừa qua. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Chương 135, nhà cũ lạc gia. Hồng Kông, bầu trời đêm không có lấy một vì tinh tú nào le lói, mà chỉ có tiếng sấm rền báo hiệu những cơn mưa nặng hạt có thể trút xuống bất cứ lúc nào. Mặc dù vậy, không khí trên đường vẫn nhộn nhịp và vô cùng náo nhiệt, hệt như lúc ban ngày. Hồng Kông vẫn là thành phố không bao giờ chìm ở trong giấc ngủ, người dân nơi này cũng đã sớm hình thành thói quen với cuộc sống sinh hoạt về đêm. Bên trong chiếc xe tù màu tối, một đôi nam nữ đang chìm trong nụ hôn triền miên, cuốn quýt lấy nhau không rời. Ánh đèn dịu nhẹ trong xe làm nổi bật ngũ quan cương nghị của người đàn ông cùng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của người phụ nữ. Ánh mắt người đàn ông chứa chan tình cảm, còn người phụ nữ thì dịu dàng như nước. Một lúc lâu sau, người đàn ông vẫn còn quyến luyến, không muốn rời khỏi đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ. Nhìn hai má ửng hồng của nàng vô cùng xinh đẹp, khiến tình yêu dành cho nàng lại càng thêm nồng đậm. Cậu nhớ lần trước em dẫn đi tham quan một vòng Hồng Kông là khi nào không? Núi Thương Yêu nhìn Lạc Tranh một cách đắm đuối, bàn tay vẫn không ngừng trêu đùa mái tóc nàng. Lạc Tranh vùi mình trong ngực Lôi Thương Yêu, khẽ nở nụ cười dịu dàng. Nàng ngẩng đầu lên, cắn nhẹ vào môi hắn, như thể muốn trừng phạt, nhẹ nhàng lên tiếng. Đương nhiên là nhớ rõ, anh xấu xa như thế, làm sao em không nhớ chứ? Anh xấu ở đâu? Lôi Thương Yêu ôm Lạc Tranh vào trong lòng, nở nụ cười vô cùng ám muội. Anh lớn như vậy rồi, mà bản thân làm chuyện gì có không nhớ hay sao? Lần trước cũng trong hoàn cảnh thế này, anh đã cưỡng ép em, khiến em không còn đường lui. Cũng chỉ có anh mới dám làm ra những chuyện xấu xa như thế. Gương mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh nên làm ra vẻ bất mãn. Lúc đó, quan hệ giữa nàng và hắn vẫn còn chưa xác định rõ ràng. Nhưng hắn vẫn rất tự tin, thẳng thừng theo đuổi nàng, muốn nàng trở thành người phụ nữ của hắn. Lúc đó, nàng thực sự chưa từng gặp người đàn ông nào cuồng ngạo như hắn cả. Lôi Thương Yêu làm ra vẻ ngây thơ vô tội, hơi nhướng mày lên. Ồ, thật vậy sao? Anh đã cưỡng ép em sao? Em cũng biết là anh vốn không thích cưỡng ép người khác cơ mà. Mắt dây. Lạc Tranh không nhìn được đưa tay, đập nhẹ vào ngực Lôi Thương Yêu. Đúng, không phải anh cưỡng ép em, mà là em chủ động ngả vào vòng tay anh, được chưa? Lôi Thương Yêu nhịn không được bật cười thành tiếng, yêu chiều kéo Lạc Tranh vào trong lòng. Tranh, càng ngày càng yêu em, phải làm sao bây giờ? À, vậy từ trước đến nay anh vẫn chưa toàn tâm toàn ý mà yêu em. Lạc Tranh cười, cố tình trêu chọc hắn. Lôi Thương Yêu bị Lạc Tranh bắt bẻ, đưa tay véo nhẹ cho mũi của nàng. Em sai rồi, anh đã đem toàn bộ tình yêu của mình trao cho em, còn một chút dư lại để tiêu hao vào những lúc cần thiết. Anh... Lạc Tranh bị những lời yêu thương táo bạo của Lôi Thương Yêu làm cho xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng lên, khẽ chớp mắt, cúi đầu ngượng ngùng. Nụ cười trên môi Lôi Thương Yêu càng vô cùng dịu dàng, ánh mắt cũng trở nên hiền hòa như dòng suối nhỏ róc rách chảy trong đó. Trong bóng đêm, dưới ánh đèn dịu nhẹ, từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt của Lôi Thương Yêu càng nồng nồn vệt vẻ anh tuấn của hắn. Lôi Thương Yêu nhìn nàng, ánh mắt giống như đang nhìn một báu vật trần gian vậy. Một lúc lâu sau, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm của người phụ nữ đang vùi trong ngực mình lên. Tranh, lúc trước chắc hẳn em rất hận anh. Tiếng nói trầm thấp của Lôi Thương Yêu vang lên, mang theo sự áy náy. Ánh mắt hắn hiện giờ vô cùng dịu dàng, chứa đựng tình cảm sâu sắc cùng sự chân thành tận đáy lòng, khác hẳn với sự nguy hiểm trước kia. Tâm tư Lạc Tranh theo ánh mắt chăm chú cùng dịu dàng của hắn mà có chút xao động, nàng khẽ gật đầu. Đúng thế, trước đây anh rất xấu, thật sự rất xấu, nên em hận anh chết đi được. Nhưng bây giờ thử nghĩ lại một chút, nếu như không đem lòng yêu anh,
thì em sao có thể hận anh như vậy? Giọng nói của Lạc Tranh cực kỳ dịu dàng, đôi mắt trong veo lung linh như nước, khiến cho Lôi Tình Yêu kìm lòng không nổi. Hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của nàng, lên tiếng: "Yên tâm, anh còn phải chịu đau khổ hơn em nhiều." Lúc đó trái tim thương yêu mỗi ngày đều phải chịu đựng dày vò cùng đau khổ, một mặt là căm hận, một mặt lại là quyến luyến. Người phụ nữ này hắn muốn yêu nhưng lại muốn hủy diệt, muốn trả thù nhưng lại phát sinh cảm giác chiếm hữu. Cứ như vậy quanh đi quẩn lại, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian. Lại tranh cũng phần nào thấu hiểu lời nói của Lôi Tương Yêu, nhẹ nhàng dựa đầu vào ngực hắn, khẽ thở dài: "Thương yêu, tình yêu của chúng ta giống như chim trên trời cá dưới nước vậy. Tuy chúng ta đã xác định tình cảm của mình, nhưng con đường phía trước còn phải trải qua bao nhiêu khó khăn đây. Phải chăng chim trên trời không thể cùng cá dưới nước yêu thương trọn đời?" "Nhà đầu ngốc, ai bảo hai chúng ta như chim với cá?" Lôi Tình Yêu đau lòng nhìn Lạc Tranh, bàn tay nhẹ vuốt tóc của nàng. "Vậy là cái gì?" Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, có chút hiếu kỳ hỏi lại. Đôi môi Lôi Tình Yêu khẽ nhếch lên thành nụ cười. "Là mãnh hổ cùng hồ ly đều là những con vật thuộc về rừng xanh." "Ha?" Tâm tư Lạc Tranh vốn mang một nỗi buồn mang mác, có chút bi thương, nhưng sau khi nghe xong, nàng kinh ngạc nhìn Lôi Tình Yêu, tất cả cảm xúc vừa rồi đều trở thành bối rối cùng khó hiểu. "So sánh em với hồ ly một chút cũng không có gì quá đáng. Nghĩ mà xem, thông minh như em, thử hỏi có mấy người đàn ông có thể kiểm soát được." Lôi Tình Yêu nghiêm túc giải thích: "Hồ ly là con vật thông minh nhất trong rừng rậm, vì thế có thể hoàn toàn thần phục được nó. Khi nó tâm phục khẩu phục, chỉ có thể chúa tể rừng xanh mà thôi. Mà em lại bị anh thu phục. Vậy em nói thử xem, quan hệ giữa chúng ta có phải giống như mãnh hổ cùng với hồ ly không?" Lại tranh nghe xong nên mở to đôi mắt: "Anh nói em là hồ ly mượn oai hùm sao?" "Còn thu phục nữa chứ." Người đông này dùng từ cũng thật là làm cho nàng giống như yêu tình vậy. "Hồ ly mượn oai hùm thì có gì mà không tốt?" Lôi Tình Yêu nhếch môi cười: "Anh thích em mượn danh nghĩa của anh để làm mọi chuyện và thoải mái hưởng thụ thành quả của nó." "Cuồng ngạo!" Trong lòng Lạc Tranh thực sự có chút ngọt ngào. "Anh nói như thế chẳng hóa ra là em luôn sống nhờ vào cái bóng của anh thôi sao?" Trên đời này chắc chỉ có Lôi Tình Yêu mới có thể nói chuyện ngông cuồng cùng bá đạo như vậy. Những lời này nếu từ miệng một người đàn ông khác, nàng nhất định sẽ cảm thấy vô cùng nực cười. Nhưng những lời này lại nói ra từ chính miệng Lôi Tình Yêu, nàng chẳng những cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mà tận sâu trong tâm tư của nàng cũng cảm thấy vô cùng cảm kích. Những lời này quả thật mang đậm phong cách của hắn. "Em yêu, không phải em núp dưới cái bóng của anh, mà anh sẽ tạo cho em một bầu trời rộng lớn, để cho em có thể tự do, thoải mái mà bay lượn, mà vẫy vùng." Từng câu từng chữ của Lôi Tình Yêu đều xuất phát từ tận đáy lòng, hết sức chân thành. Trong mắt hắn tất cả đều là tình yêu dành cho Lạc Tranh. "Cảm ơn anh, thương yêu." Lạc Tranh vô cùng cảm động vùi mặt vào trong ngực hắn. "Chưa có người nào từng nói với em những lời này, em cũng chưa bao giờ có cảm giác an toàn như lúc này. Chỉ có anh..." "Nhà đầu ngốc." Lôi Tình Yêu cảm thấy đau lòng, ôm chặt Lạc Tranh vào trong ngực của mình, dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho nàng. Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Nếu thực sự muốn cảm ơn anh, thì trong đêm nay hãy dẫn anh tới một nơi." Lạc Tranh đang nằm trong lòng Lôi Tình Yêu bỗng nhiên ngẩng đầu: "Tới đây nào?" Trong đáy mắt hắn như hiện lên ý cười, cúi đầu nói: "Ngôi nhà cũ mà em đã từng sống." "Hả?" Lạc Tranh bỗng chốc ngây người, một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng: "Tại sao anh lại muốn tới nơi đó?" "Anh muốn hiểu em nhiều hơn, hiểu rõ về quá khứ của em, để mỗi khi em đứng trước mặt anh, mọi thứ đều trở nên sáng tỏ, đến một chút bí mật cũng không có." Lôi Tình Yêu nâng bàn tay lên, luồn vào mái tóc của nàng, nửa đùa nửa thật nói. Trong đáy mắt Lạc Tranh nổi lên một chút si tư, não bộ dường như cũng đang tập trung suy nghĩ, nhưng rồi những suy nghĩ đó lại bị đập tan một cách nhanh chóng. Nàng cắn môi, nhìn về phía Lôi Tình Yêu: "Được thôi, nhưng lâu rồi em chưa có trở về, nhà cố bị vào không chắc là bụi bẩn lắm." "Không sao hết." Lôi Tình Yêu cười nhẹ, không nói thêm gì nữa. Lạc Tranh hít sâu một hơi, gật đầu lần nữa tỏ sự đồng ý. Hồng Kông. Số nhà 113 nằm ở khu phố Xuân Ương, một khu phố bình dân nằm xen giữa phố thị, đô thị phồn hoa.
Hồng Kông chính là nơi như vậy, cho dù sống trong khu trung tâm hay những góc phố nhỏ thì vẫn có thể cảm nhận được khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố này. Bên cạnh những tòa nhà xa hoa tráng lệ, những cảnh sắc tuyệt đẹp khiến người ta choáng ngợp thì cũng vẫn tồn tại những nơi như con phố Xuân Ương này. Chính tại nơi đây mới có thể cảm nhận được một cách chân thực nhất cuộc sống của những con người thuộc tầng lớp thấp nhất của xã hội. Ngôi nhà số 113 nằm ở cuối với dãy phố. Sau khi xe tiến vào, chỉ có thể dừng lại ở đầu dãy mà không thể tiến vào nơi này. Tắt máy xe, Lui Tử Nghiêm làm nên tay lái tranh bước xuống, lặng lẽ đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh. Cho dù đã tới Hồng Kông nhiều lần, nhưng hắn chưa từng đặt chân tới nơi này. Khu phố Xuân Ương này chính là nơi em đã sinh ra và lớn lên. Sau khi cha xảy ra chuyện, em cũng chưa từng quay trở lại nơi này. Giờ nghĩ lại, không ngờ đã qua nhiều năm như vậy rồi. Lai Tranh đứng ở bên đường, khuôn mặt thoáng hiện nét cô đơn, khẽ nói: "Hóa ra nơi này chính là phố Xuân Ương. Anh nghe nói đây là khu người di dân cư hay sống. Cha em là người gốc Hồng Kông, sao lại sống ở đây?" Lui Thương Nghiêu có chút không hiểu. Khu phố này quả thực rất hỗn loạn. Trời vẫn còn chưa tối hẳn nên trong phố chật hẹp vẫn còn có những chiếc xe điện cổ chạy qua chạy lại. Hai bên phố đều là những ngôi nhà cũ kỹ có lịch sử lâu đời. Tầng một của những ngôi nhà này có rất nhiều những cửa hàng nhỏ. Dãy phố Xuân Ương này vừa ồn ào lại vừa ẩm ướt. Trên mặt đường vẫn còn lưu lại những đường ray cũ kỹ dành cho xe điện những thập kỷ trước. Những cửa hàng nhỏ gắn với những ngôi nhà cũ kỹ ước chừng đã vài chục năm tuổi. Ở đây kinh doanh đủ thứ quần áo, giày, tất, mũ, không thiếu một thứ gì. Nhưng nhiều nhất có lẽ phải kể đến cửa hàng hoa quả và hải sản. Lai Tranh kéo tay Lũy Thương Nghiêu, vừa đi trước vừa dẫn đường, vừa giới thiệu: "Anh đừng nghĩ rằng ở nơi nào Hồng Kông cũng đều lộng lẫy, hào nhoáng hết. Những nơi đẹp nhất chỉ tập trung ở khu Tiêm Sa Trụy mà thôi. Nghe mẹ em nói, thế hệ thân sinh ra ba em là người gốc Thượng Hải, nhưng đã sớm di cư tới Hồng Kông. Lúc đầu sống ở đường Cha Hoa, sau đó chuyển đến phố Xuân Ương. Kể từ đó, gia đình em bắt đầu sống ở đây, từ ông em rồi tới cha em." Vừa nói là Tranh vừa chỉ về phía trước. "Căn nhà cũ phía trước chính là nơi em đã từng ở. Đã qua nhiều năm như vậy, không biết tới bao giờ sẽ bị dỡ bỏ đây." Lôi Tử Nghiêu nhìn theo hướng tay Lai Tranh chỉ. Đó đúng là một ngôi nhà cũ, bên tường mọc đầy dây thường xuân, giống như dáng vẻ của một người già đang vô cùng ủ rũ, khô héo tới mức dường như những đường gân xanh trên cơ thể hiện rõ ra. Bên dưới có mấy cửa hàng bán hoa quả, hải sản đang chào mời khách đi đường. Trong không khí phảng phất mùi tanh của hải sản, có lẽ nó đã sớm trở thành đặc trưng của khu phố Xuân Hương này. Thực sự thì Lôi Tử Nghiêu cũng không hề cảm thấy không thoải mái và khó chịu với nơi này. Cuộc sống từng trải qua của hắn khó khăn phải việc tiếp xúc với những tầng lớp như ở nơi đây, thậm chí gặp những hoàn cảnh khắc nghiệt hơn cũng có. Vì thế trên khuôn mặt hắn không hề có biểu hiện của sự kinh ngạc. Đi vào từ phía dưới ngôi nhà, nhiệt độ dường như giảm đi rất nhiều. Thêm vào đó còn có mây đen bao phủ bầu trời, làm cho người ta phát sinh cảm giác trầm tư cùng u uất. "Lai Tranh, cháu là Lai Tranh đúng không?" Đúng lúc Lai Tranh chuẩn bị bước vào căn nhà nhỏ thì một bác bên cạnh cửa hàng bán hoa quả đột nhiên lên tiếng gọi. Lai Tranh dừng bước, đôi mắt trong veo quay nhìn về phía người vừa cất tiếng gọi, khuôn mặt nàng hiện lên chút xúc động, lập tức bước nhanh về phía trước. "Bác Phúc, đã nhiều năm không gặp, bác có vẻ ngày càng khỏe mạnh cũng dẻo dai đấy à." Lai Tranh từ nhỏ tới lớn đều ăn hoa quả cửa hàng của bác Phúc này, không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy mà cửa hàng vẫn còn. Bác Phúc vẻ mặt hiền hậu, hiền lành gật đầu. Đúng vậy, bác ăn khỏe ngủ ngon nên sức khỏe rất tốt. Lai Tranh à, bác cháu mình đã nhiều năm không gặp, nghe nói cháu bây giờ đã là đại luật sư danh tiếng lẫy lừng. Thật là tốt. Vị này là..." Lúc này bác Phúc mới phát hiện ra Lối Tình Yêu đứng bên cạnh, thấy hắn dáng vẻ anh tuấn, mặt đi giày sang trọng, đương nhiên nên biết là người này không phải xuất thân tầm thường. "Bác Phúc, anh ấy là bạn trai cháu." Là Tranh giới thiệu một cách tự nhiên, rồi quay sang cũng giới thiệu một chút với Lối Tình Yêu. "Ây da, Lạc Tranh có bạn trai rồi, tốt lắm. Bác Phúc cũng cảm thấy rất vui. Cậu ấy trông cao lớn tuấn tú như vậy, vừa nhìn đã biết là người nổi bật trong đám đông." Bác Phúc hết lời khen ngợi. Lôi Tử Nghiêu không hiểu tiếng Quảng Đông cho lắm, nhưng không rõ bác Phúc nói gì, chỉ loáng thoáng cảm nhận được bác ấy đang khen mình. Hắn khẽ cười, lịch sự gật đầu. "Bác Phúc, bác gái đâu rồi à?" Bà Tranh vẫn còn nhớ rõ bác gái người mập mạp,
tính tình rất hào phóng, đối xử với nàng cũng rất tốt. Mặc phục cười, vội vàng vào bên trong gọi. Không lâu sau, có một người phụ nữ mập mạp đi ra. Theo thời gian, mặc dù trên làn da có vẻ nhuốm màu sương gió, nhưng nụ cười thì vẫn còn như ngày nào. Người phụ nữ ấy chính là bác gái mà Lạc Tranh nhắc đến. Nhưng khi nhìn thấy nàng, đầu tiên là bà có chút ngạc nhiên, sau đó nụ cười trở nên có phần ngượng ngùng. Lưu Thương Nghiêu nhạy cảm thấy sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt bác gái, trong lòng nổi lên một chút nghi hoặc. Bác gái, nhìn bác cũng giống bác Phúc, vẫn còn khỏe mạnh lắm. Lạc Tranh cười chào hỏi. Bà nó, đây là Lạc Tranh, bà không nhớ à? Là gia đình sống ở tầng trên ấy, bây giờ cô ấy là đại luật sư lớn rồi. Bác Phúc vỗ nhẹ lên người bác gái nói. À, Lạc Tranh à? Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ rồi, khi còn nhỏ cháu thường xuyên tới cửa hàng chơi mà. Cuối cùng bác gái cũng cố bày ra vẻ mặt tươi cười, vội vàng nói. Đối tượng nhiều hơi nhắm mắt lại, phát hiện ra ánh mắt bác gái đang nhìn Lạc Tranh, ngoài nét không được tự nhiên còn có chút sợ hãi. Rốt cuộc là cái gì đã làm bác ấy sợ hãi đến như vậy? Lạc Tranh giờ đã trưởng thành rồi, vừa xinh đẹp lại vừa thành đạt. Chà, một cô bé tốt như thế, đáng tiếc lại gặp bố mẹ như vậy. Ông nói linh tinh cái gì thế? Bà gái này tay huých vào khuỷu tay bác Phúc một cái, sau đó cười cười nói. Lạc Tranh, cháu đừng nghe bác Phúc cháu nói lung tung. Ông ấy già rồi, từ sáng tới tối chỉ nói nhăng cuội. Đúng rồi, sao cháu lại quay về đây? Lạc Tranh gượng cười, trả lời. Cháu về thăm lại nhà cũ. Vậy à, cháu mau lên nhà đi, lát nữa trời sẽ mưa, đừng để bị ướt nhé. Bà gái vội vàng nói vậy, nhưng trong ánh mắt Lôi Tương Yêu lại mang một ý nghĩ sâu xa hơn. Hắn có thể cảm nhận được bác gái chỉ muốn đổi khéo Lạc Tranh đi, chứ không hề muốn nói chuyện với nàng. Lôi Tương Yêu đưa mắt nhìn sang bác Phúc, thấy bác ấy dường như nói sai điều gì, dáng vẻ có chút lung túng ngượng ngùng. Lạc Tranh ngược lại cũng không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu, nói qua vài câu, rồi kéo Lôi Tương Yêu lên căn nhà cũ. Bên ngoài cửa sổ, trong đám mây đen bắt đầu nổi sấm chớp. Ngay sau đó là tiếng sét ầm ầm, gió thổi vào khoa khe cửa kính vỡ cầu thang, rít lên những âm thanh vô cùng lạnh lẽo. Đứng ở cửa, Lạc Tranh khẽ nhíu mày, chiếc ổ khóa vẫn nằm đó buồn thiu, sớm đã trở nên hoen gì, có lẽ cũng bởi thời gian trôi qua quá lâu rồi. Lôi Tương Yêu tiến lên phía trước, cẩn thận quan sát ổ khóa, quay đầu nhìn Lạc Tranh hỏi. Em vẫn còn giữ chìa khóa nhà chứ? Lạc Tranh hơi cho mày, nhìn thoáng qua chiếc ổ khóa, suy nghĩ một lát, nàng vô thức nhìn sang chậu hoa bên cạnh. Trong chậu hoa sớm đã khô héo, chỉ còn trơ lại những cành cây khô phẳng khiu. Lạc Tranh cúi xuống, từng ngón tay thon nhẹ nhàng nâng chậu hoa lên, quen thuộc sờ xuống phía dưới đáy chậu hoa, lấy ra một chiếc chìa khóa. Chính là nó đây, lúc trước khi còn sống ở đây, mẹ em thường để chìa khóa dưới bồn hoa này. Lạc Tranh khẽ thở dài, cầm lấy chiếc chìa khóa, cố gắng hết sức để mở ổ khóa đã hàn gì. Cũng bởi vì thời gian trôi qua đã quá lâu, nên khi vừa đẩy cửa phòng ra, một luồng hơi lạnh lẽo ẩm ướt ập vào mặt. Trong lúc nhìn xung quanh căn phòng, bỗng có một tia chớp lóe lên, làm cả phòng sáng trừng như ban ngày. A! À. Lạc Tranh bất ngờ hét lớn lên, chiếc chìa khóa trong tay cũng đột ngột rơi xuống đất, và ra tiếng kêu leng keng. Lôi Tương Nghiêu tận thế quay lại nhìn, trên bệ cửa sổ có một đôi mắt màu xanh lục đang nhìn về phía họ. Hắn khẽ nhíu mày, bước nhanh về phía trước, vung tay một cái, chỉ nghe thấy tiếng mèo mèo. Cùng với tiếng mèo kêu, một con mèo đen nhảy vụt qua, nhanh chóng hướng ra phía cửa chính chạy ra ngoài. Không sao, đó chỉ là một con mèo mà thôi. Lôi Tương Nghiêu đem Lạc Tranh ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng an ủi. Lạc Tranh bị hù dọa tới mức mặt mũi trắng bệch, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Nơi này sao tự nhiên có mèo thế? Có lẽ do tấm thủy tinh ở bên ngoài cửa vỡ nên mèo chui qua lối đó. Không có gì kỳ lạ cả. Nơi này tầng 2 cũng không cao lắm, mèo rất dễ dàng chạy vào. Đừng sợ, có anh ở đây. Lôi Tình Yêu nhẹ hôn lên khuôn mặt của nàng. Lạc Tranh gật đầu, tâm tư hoảng loạn cũng được bình ổn lại đôi chút. Cũng khó trách nàng lại trở nên lo lắng như vậy. Thứ nhất, ngôi nhà này đã chứa đựng toàn bộ những ký ức không vui của nàng thời thơ ấu. Thứ hai, từ lúc Lạc Tranh bước vào căn phòng này, nàng dường như được ngửi thấy mùi máu thanh phảng phất trong không khí. Nhưng nàng biết rõ, đó chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Thứ ba, chính là tiếng sớm lớn không ngừng vang lên bên ngoài cửa sổ. Nàng đang ở trong ngôi nhà cũ lạnh lẽo cùng u ám này, tự nhiên sẽ liên tưởng tới những chuyện kinh khủng trước kia. Tách, Lôi Tương Nghiêu tìm được công tắc nguồn điện. Trong nháy mắt, toàn bộ đèn trong phòng sáng lên. Sau đó từ những bóng đèn cũ kỹ phát ra với tiếng kêu xèo xèo, khiến người ta cảm thấy ấm áp phần nào. Con người đến cuối cùng vẫn chỉ là loại
Động vật yếu đuối luôn có cảm giác sợ hãi bóng tối, bởi vì họ không thể biết trong bóng tối rốt cuộc sẽ có gì đang chờ đón họ. Chỉ vì không nắm bắt được những gì sẽ xảy ra nên họ mới sinh ra tâm lý sợ hãi. Căn phòng được trang trí khá gọn gàng, không ngổn ngang như trong tưởng tượng của Lôi Từng Yêu. Đây là căn nhà được thiết kế theo phong cách truyền thống thời đó. Mở cửa bước vào chính là phong cách thiết kế theo kiểu không gian chung. Một bên tường phòng khách có một cánh cửa dẫn tới phòng ngủ, phía đối diện còn có một cánh cửa khác, chính là phòng ngủ thứ hai ở trong nhà. Xa hơn một chút chính là nhà bếp, đi qua nhà bếp chính là vị trí của nhà vệ sinh. Khi Lôi Từng Yêu đi qua nhà vệ sinh thì phát hiện ra vẫn còn một cánh cửa khác nữa. Hắn cầm tay nắm sửa xoay một chút nhưng lại không mở được cửa khóa. Gian phòng này dùng để làm gì? Hắn nhìn về phía Lạc Tranh hỏi. Là nhà kho, bên trong chứa rất nhiều đồ đạc lung tung lộn xộn, từ thượng vàng cho tới hạ cám, thứ gì cũng có. Chờ một chút em đi tìm chìa khóa, không biết đã để ở đâu nữa. Lạc Tranh nghĩ sao nói vậy, sau đó đem toàn bộ mảng tránh phủ trên đồ đạc trong phòng. Vén lên, toàn bộ đồ đạc trong gian phòng hiện ra trước mắt bọn họ. Người cuối cùng dọn dẹp gian phòng này là ai? Lôi Từng Yêu sau khi nhìn xung quanh một lượt liền hỏi. Là mẹ em, trước khi đi Mỹ bà đã đem toàn bộ đồ đạc trong gian phòng này sắp xếp lại cẩn thận, chính là khung cảnh mà anh nhìn thấy trước mắt. Lạc Tranh nhẹ nhàng trả lời, đưa tay phủi phủi lên nhẹ góc ghế sofa. Lôi Từng Yêu cẩn thận xem xét qua những đồ đạc trong căn phòng, bỗng hắn phát hiện. Bất kể là ghế sofa, anh tủ quần áo, thậm chí là giá sách để mang đậm phong cách châu Âu. Mặc dù nhìn qua không thể xác định được giá trị của chúng, nhưng với những thiết kế vô cùng tinh xảo kia xuất hiện ở trong ngôi nhà một khu phố dành cho những người bình dân như thế này, xem ra không thích hợp cho lắm. Điều này khiến hắn càng cảm thấy khó hiểu. Trong nhà toàn là dùng đồ đạc phong cách châu Âu sao? Đối tượng không nén nổi tò mò, quay sang hỏi Lạc Tranh. Là mẹ em, bà luôn thích đồ đạc mang phong cách châu Âu, ngay cả chiếc gương bà cũng dùng thế. Cha em cũng thường cười nhạo bà mà nói rằng thân phận đã thấp kém, còn học đòi sống thượng lưu. Chẳng vẻ tươi cười của Lạc Tranh thoáng có chút bi thương, nhẹ nhàng lên tiếng. Tiếng sấm rền lại có thêm vài tia chớp xẹt qua như muốn đem bầu trời đêm xé tan. Cha em đã từ nơi này nhảy xuống. Lạc Tranh vô thức lên tiếng, khuôn mặt nổi lên những cảm xúc vô cùng phức tạp. Đêm đó cũng giống như đêm nay, sấm vang, chớp giật, ông ấy thiếu một khoản nợ lớn. Lúc trở về trên người đã chồng chất vết thương. Tới đêm khuya, ông ấy liền từ trên lên này nhảy xuống. Máu, cùng với nước mưa, hòa trộn với nhau. Đôi tình yêu có thể cảm nhận cơ thể Lạc Tranh đang run rẩy. Hắn đau lòng ôm chặt lấy nàng, trầm giọng hỏi. Lúc đó em đang ở đâu? Lúc đó sau khi nghe thấy tiếng mẹ em thét chói tai, em liền chạy tới phòng ngủ chính. Mẹ ngăn không cho em nhìn, nhưng em đã nhìn thấy. Sau đó bà kéo em vào trong kho, khóa cửa lại, không muốn cho em chứng kiến cảnh tượng máu me kinh hoàng kia. Giọng nói của Lạc Tranh trở nên run rẩy, chỉ về phía cánh cửa khép chặt cách đó không xa. Chính là gian phòng kia. Lôi Từng Yêu nhìn thoáng qua, không hiểu tại sao trong tâm thần hắn luôn có cảm giác vô cùng phức tạp. Lạc Tranh cắn môi, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đi đến bên cạnh chiếc tủ ở đầu giường, kéo ngăn kéo ra, bên trong xuất hiện một chiếc chìa khóa. Đây chính là chiếc chìa khóa của gian phòng kia. Lôi Từng Yêu cầm lấy, kéo bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh dẫn tới trước cửa nhà kho, nhẹ nhàng vặn mở ra. Nhà kho chứa rất nhiều thứ, Lôi Từng Yêu cố gắng mở công tắc đèn nhưng vô dụng. Đèn đã hỏng, chỉ có thể nhờ vào ánh sáng từ ngọn đèn ngoài hành lang chiếu vào. Ngoài ra, còn có ánh sáng của sấm chớp từ bên ngoài cửa sổ không ngừng lóe lên. Lạc Tranh vẫn đứng ở cửa, không bước vào, đôi mắt thoáng chút mờ mịt. Tranh, em làm sao vậy? Lôi Từng Yêu đi tới trước mặt nàng, cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Lạc Tranh khẽ lắc đầu bước tới. Nàng không trả lời câu hỏi của Lôi Từng Yêu vì không biết phải trả lời thế nào. Vừa rồi khi cánh cửa phòng được mở ra, trong đáy lòng nàng lại nổi lên một chút sợ hãi. Mùi máu tanh ở trong hơi thở trở nên nồng đậm. Nàng nhìn qua nhà kho mà cảm thấy sợ sệt. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm dịu dàng của Lôi Từng Yêu, Lạc Tranh khẽ cười lên tiếng. Em không sao, anh đừng lo lắng. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn qua căn phòng một lượt, cuối cùng dừng lại trên hai chiếc hòm của ngăn cửa tủ. Trong đó có rất nhiều đồ chơi của em hồi nhỏ, hình như đều ở trong hai chiếc hòm đó. Bây giờ nhìn chúng cũng coi như là tìm lại chút hồi ức. Lôi Từng Yêu chăm chú nhìn Lạc Tranh cẩn thận quan sát nàng, đột nhiên hỏi. Tranh, em có chắc chắn là nhớ được những việc xảy ra trước kia không? Đương nhiên là có, những việc trải qua trước đây
cả đời em cũng không thể nào quên được. Đến cả ngủ cũng nằm mơ thấy nó, làm sao có thể quên được chứ? Lạc Tranh nói rõ vẻ cô đơn, nhưng sau đó lại cười mà tự an ủi bản thân. Nhìn Lưu Tương Yêu lên tiếng: Anh đừng quên, em là luật sư. Điều kiện tiên quyết của một luật sư đó là phải có trí nhớ tuyệt vời. Chương 136, hai chiếc xương. Lưu Tương Yêu âu yếm nhìn Lạc Tranh, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, nhưng đáy lòng lại dường như đang ẩn chứa suy nghĩ gì đó. Dẹp lấy hai chiếc xương kia xuống đi. Lạc Tranh khẽ cười, chỉ tay về phía tủ. Lưu Tương Yêu gật đầu, đi đến phía trước tủ. Vì hắn khá cao lớn nên chỉ cần vươn tay lên là có thể với thứ hai chiếc xương kia. Hơn nữa thân hình còn rất chắc, khỏe mạnh, nên chỉ cần dùng một tay là có thể đem hai chiếc xương kia lấy xuống một cách dễ dàng. Lạc Tranh vỗ tay tỏ ý tán thưởng. Nếu như có một ngày nào đó anh không làm ông chủ nữa, có thể trở thành một người nghệ sĩ đường phố nha. Chỉ cần một động tác nhỏ vừa rồi cũng mê hoặc được rất nhiều cô gái đấy. Nghe xong những lời đó, Lưu Tương Yêu khẽ cười, đem hai chiếc xương đặt xuống. Có người phụ nữ nào lại chui vào trong mình như thế không? Lạc Tranh trừng mắt nhìn Lưu Tương Yêu. Đừng mà tưởng đi, em vẫn còn chưa thừa nhận anh là chồng em. Nói xong, nàng đi về phía chiếc xương, mở nó ra. Lời nói của Lạc Tranh không hề làm Lưu Tương Yêu tức giận, ngược lại hắn chỉ cười cười, cũng không nhiều lời giải thích với nàng. Chiếc xương thứ nhất được mở ra, bên trong chứa đầy đồ đạc, toàn là đồ chơi của con gái, lại còn có một vài bộ quần áo trẻ con. Lưu Tương Yêu có chút ngạc nhiên, cầm lấy một chiếc váy nhỏ, hiếu kỳ hỏi: Cái này có vẻ của em không? Tất nhiên rồi. Lạc Tranh cầm lấy chiếc váy kia trên tay hắn. Đây là món quà mẹ tặng lúc sinh nhật em, nhìn mới nhớ tới, đây là chiếc váy mẹ em thích nhất hồi nhỏ. Ngắn như thế này sao? Lưu Tương Yêu khẽ nhíu mày. Xem ra khi còn nhỏ em cũng thường xuyên lộ hàng à? Lạc Tranh nghe xong khẽ nhíu mày nên có vẻ chút bất đắc dĩ. Xin anh đấy, đây là quần áo từ khi còn rất nhỏ, tất nhiên là phải phù hợp với cơ thể em lúc bé chứ. Anh đúng là kẻ bá đạo ngông cuồng, thật may mắn là khi còn nhỏ đã không quen anh. Lưu Tương Yêu cười cười nhìn nàng. Anh này vọng dáng như được quen em từ hồi còn bé. Tại sao? Để nhìn em lộ hàng à? Lạc Tranh khẽ nhăn cái mũi xinh, ngước mắt nhìn hắn. Không, để bảo vệ em. Lưu Tương Yêu vươn tay đặt lên chiếc eo nhỏ của Lạc Tranh, rồi kéo nàng lại gần, khẽ gật lên đôi môi anh đào của nàng một nụ hôn thật sâu, dịu dàng nói: Giá như gặp được em sớm hơn, có lẽ em đã không quá vất vả như thế. Sau mặt Lạc Tranh có chút biến đổi, hít sâu mùi hương đặc trưng của Lưu Tương Yêu, cảm động nói: Bây giờ cũng chưa muộn mà, có anh ở bên, mỗi ngày em đều cảm thấy cực kỳ mãn nguyện, cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi được anh yêu thương cùng trân trọng. Trước kia em nghĩ rằng chỉ có công việc mới có thể tiếp thêm sức mạnh để em được mạnh mẽ, nhưng mỗi khi công việc kết thúc, trong lòng lại ngập tràn cảm giác cô đơn trống trải, cuộc sống dường như không có mục đích, trở nên hoang mang vô cùng. Nhưng hiện tại thì không thế, mặc dù không phải bất kỳ chuyện gì cũng cần nghĩ tới bóng dáng của anh, em thực sự cảm thấy hạnh phúc. Nghe những lời thổ lộ của Lạc Tranh, tâm tư của Lưu Tương Yêu cũng trở nên kích động. Nếu như có thể làm được, hắn muốn vào lúc nào cũng mang theo nàng bên mình, từng giây từng phút đều không muốn rời xa để có thể chăm sóc, yêu thương nàng. Lạc Tranh là người luôn thẳng thắn như vậy, ngay cả về mặt tình cảm cũng vậy. Trong tình cảm, nàng không bao giờ nũng nịu, cũng không đòi hỏi quá đáng. Điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút nhẹ nhõm, cũng rất hài lòng. Yên tâm, anh sẽ làm cho em luôn cảm thấy hạnh phúc. Lưu Tương Yêu dùng nét mắt chứa tràn tình cảm nhìn Lạc Tranh. Nói xong câu đó, hắn còn bổ sung thêm một câu đậm chất Trung Quốc, nhấn mạnh từng câu từng chữ với nàng. Tình cảm anh dành cho em đến chết cũng không thay đổi. Lời nói của hắn khiến Lạc Tranh bật cười, cảm động đưa tay chạm vào khuôn mặt của hắn, rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng nhiệt. Một lời hứa rất dễ thương, nhưng thành ngữ này thường do phụ nữ nói với đàn ông mới đúng. Ừ, Lưu Tương Yêu là nụ cười có chút ngốc nghếch. Không sao cả, chỉ cần nàng có thể hiểu được ý tứ của hắn là tốt rồi. Lạc Tranh cúi đầu, đang định lúc mở chiếc xương thứ hai, đột nhiên ngẩng đầu lần nữa nhìn Lưu Tương Yêu. Chúng ta thực sự trước kia chưa từng gặp nhau sao? Nàng còn nhớ rõ hôm trước ở trong rừng trúc, thấy bóng lưng của hắn làng nình có cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như lúc này vậy. Tại sao em lại hỏi như vậy? Lưu Tương Yêu cảm nhận được sự nghi hoặc trong ánh mắt của Lạc Tranh, nhẹ nhàng hỏi lại. Lạc Tranh khẽ nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.
có cảm giác đã từng gặp anh ở nơi nào đó. Thật không? Vậy chẳng trách mới gặp nhau mà anh đã với em có cảm giác rất thân quen. Không chừng kiếp trước hai ta là vợ chồng cũng nên. Núi Tình Nghiêu vội giấu đi những suy tư đang hiện lên trong đáy mắt, nở nụ cười hết sức bình thản nhìn lại Tranh. Anh đúng là không biết xấu hổ, cứ hễ mở miệng là nói những lời này. Anh muốn ăn đòn đúng không? Lạc Tranh khẽ cười, cũng không để ý tới cảm giác bất thường chợt lóe lên lúc này, chậm rãi mở ra chiếc xương ở bên dưới. Lại một hồi sấm sét dữ dội vang lên, khiến toàn thân Lạc Tranh run rẩy, hai mắt nàng đột nhiên trừng lớn. Ngay sau đó cả hô hấp của nàng cũng có chút khó khăn, ngày càng dồn dập. Lưu Tình Yêu bị dáng vẻ của Lạc Tranh làm cho sợ hết hồn, sau đó lập tức nhìn xuống chiếc xương phía dưới, nhưng cũng bị hù dọa tới mức ngây ngẩn cả người. Thế nghe không? Lạc Tranh hoảng sợ hét lên thành tiếng, điều này chứng tỏ nàng đang cực kỳ sợ hãi tới cùng cực. Cơ thể nàng bỗng trở nên vô lực như một đứa trẻ, rồi ngay lập tức nhào vào trong ngực của Lưu Tương Nghiêu. Toàn thân nàng bắt đầu trở nên run rẩy, thậm chí sự run rẩy đó còn lan tràn tới tận đầu đầu ngón tay, còn sắc mặt của nàng thì trắng bệch như tờ giấy. Con người từ khi gặp phải sự sợ hãi tột độ thì sẽ không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào. Sự sợ hãi sẽ làm cho tất cả các cơ quan của cơ thể nhanh ngừng hoạt động, cũng giống như biểu hiện của Lạc Tranh lúc này. Biểu hiện của nàng vừa rồi chứng tỏ các cơ quan trong cơ thể ít nhiều cũng phải chịu sự khiếp sợ này. Lôi Tình Yêu ôm chặt lấy Lạc Tranh, không ngừng an ủi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, đừng sợ. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến Lạc Tranh bất lực như vậy, cũng giống như cơn ác mộng mà nàng phải chịu đựng vào đêm hôm đó. Biểu hiện này của Lạc Tranh thực sự làm hắn đau xót vô cùng. Vừa dứt lời, Lôi Tình Yêu nhìn vào trong chiếc xương, đưa một tay đem đồ vật bên trong lấy ra. Bản thân thứ đồ vật này không có gì đáng sợ, chính là một con búp bê mà những bé gái hay chơi. Điều đáng sợ là mặt của con búp bê giống như bị một vật gì đó rất sắc cắt ra tan thành, trong đó có một con mắt đã không còn. Nhưng vẫn còn chưa hết, trong đêm tối thế này, điều người làm người ta kinh hãi chính là trên váy và tóc của con búp bê đều dính rất nhiều vết máu, dính thành từng mảng lớn. Từng ngón tay thon dài của Lưu Tinh Nghiêu khẽ lật xem chiếc váy búp bê, sau đó cúi xuống, ngửi qua một chút. Đột nhiên hàng lông mày nhíu chặt lại, hai bàn tay hắn như từng nhu máu nên có thể phân biệt được máu người hay là thứ gì khác. Những vết máu trên búp bê này chính là máu người. Rốt cuộc là máu của ai? Lạc Tranh vùi trong ngực Lưu Tinh Nghiêu đã sớm trở nên kinh hãi tột độ, thậm chí cũng nghe thấy tiếng nàng khóc sụt sùi. Nhưng công bằng mà nói, sự việc trước mắt không khiến nàng phải sợ hãi tới mức như vậy. Lạc Tranh đã từng chứng kiến qua rất nhiều cảnh tượng máu me, còn hãi hùng hơn thế, cũng đã từng bị các băng đảng phe phái uy hiếp, dùng đủ các loại thủ đoạn đối phó nàng. Có thể hiện tại hắn không hiểu tâm tư của nàng, cũng không hiểu vì cái gì mà khi nhìn thấy con búp bê với một đầy vết máu ở bên trong chiếc xương kia, lại khiến cho nàng trở nên sợ hãi như vậy. Đây là sự sợ hãi xuất phát từ tận sâu trong tâm can, không có một cảm giác nào có thể thay thế được. Thế Nghiêu, em sợ nơi này, chúng ta đi thôi, em không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Lạc Tranh không nén được sự hoảng loạn của mình, vô lực nói với hắn. Được được, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, sẽ không sao nữa. Lôi Tình Nghiêu thấy dáng vẻ của nàng, thảm sâu trong lòng dâng lên một nỗi đau đớn cực độ. Hắn không muốn Lạc Tranh phải chịu đựng sự đả kích quá nặng nề như vậy, nên nhanh chóng đem con búp bê ở trong chiếc giường đóng kín lại, vừa vỗ nhẹ lưng nàng, vừa nhẹ giọng an ủi. Lạc Tranh gật đầu để tuyệt vọng. Khi Lưu Tinh Nghiêu ôm Lạc Tranh không có một chút sức lực nào ra khỏi ngôi nhà cũ, trong mắt hắn không khỏi nổi lên những suy nghĩ sâu xa. Xem ra những chuyện hắn cần phải tìm hiểu ngày càng nhiều. Những chuyện từ trước tới giờ hắn đều đi xa không hề đơn giản chút nào. Lạc Gia đến thức cục có bao nhiêu bí mật mà hắn chưa phát hiện ra, nên thực sự vẫn là một điều bí ẩn. Chương 137, lời kể của Bác Phúc. Đêm càng khuya, mưa cũng giảm dần, chỉ còn vọng lại những tiếng tí tách như những hạt mưa va vào cửa kính cửa sổ. Trong khách sạn sang trọng, Lưu Tình Yêu sau khi giúp được Lạc Tranh tắm rửa, nên ôm chặt nàng lên giường. Sắc mặt nàng tái nhợt tới mức đáng sợ, đôi mắt cũng đầy vẻ hoảng loạn cùng sợ hãi. Sau khi hai người trở lại khách sạn, Lưu Tình Yêu không làm bất kỳ việc gì, chỉ liên tục vỗ về Lạc Tranh, cũng không rời khỏi nàng nửa bước. Ngay cả việc tắm rửa, hắn cũng giúp nàng. Bởi dáng vẻ này của Lạc Tranh làm hắn vô cùng đau lòng cũng không yên tâm.
tự tay lúi từng nhiều ép lạc tranh uống hết một cốc sữa nóng, khiến tâm tư của nàng dần dần thả lỏng đôi chút. Sau khi uống xong, hắn ân cần kéo chăn đắp cho nàng. Không nên suy nghĩ quá nhiều, cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai em quá mệt mỏi rồi. Lạc Tranh nghe vậy, vội đưa tay giữ chặt cánh tay Lôi Tương Nghiêu, nhìn hắn với ánh mắt vô cùng đáng thương. Anh đừng đi. Nhà đồ ngốc này, anh không đi đâu cả, sẽ luôn ở bên cạnh em. Hắn thương tâm đưa tay khẽ vén nọn tóc trên trán nàng, sau đó cúi người xuống, nhẹ đặt một nụ hôn lên đó. Từ lúc trở về từ ngôi nhà cũ, Lạc Tranh một mực không rời xa Lôi Tương Nghiêu. Mặc dù biểu hiện đó của nàng làm hắn rất hài lòng, thậm chí hắn ước ngày nào nàng cũng dựa dẫm vào hắn như vậy. Nhưng Lôi Tương Nghiêu biết rõ, đây chỉ là do tâm tư nàng đang vô cùng hoàn loạn mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn lại càng thêm đau lòng. Lạc Tranh lúc này mới bình tĩnh đôi chút, nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nhắm mắt lại, nhưng đôi lông mày vẫn bất an nhíu chặt lại. Lôi Tương Nghiêu thấy thế, khẽ cúi đầu cười nhẹ, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên đôi hàng lông mày đen nhánh của Lạc Tranh, dịu dàng thủ thỉ. Không được nghĩ tới những chuyện đáng sợ kia nữa, nghĩ tới anh là được rồi. Lạc Tranh hít sâu một hơi, đem tất cả khuôn mặt mình vùi vào lồng ngực của hắn. Lôi Tương Nghiêu vô cùng kiên nhẫn, dựng người vào đầu giường, ôm trọn Lạc Tranh trong lòng hắn. Hắn thích cảm giác được nàng dựa dẫm, cũng đủ tự tin để làm chỗ dựa cho nàng cả đời. Nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến sự sợ hãi cùng hoảng loạn của nàng, khiến hắn càng cảm thấy đau lòng. Hắn biết bản thân vẫn chưa làm được những việc đủ để khiến nàng tin tưởng. Nếu không, Lạc Tranh đã không sợ hãi đến như vậy. Lôi Tương Nghiêu nhẹ nhẹ vỗ lưng nàng bằng thái độ vô cùng sủng ái. Hắn yêu thương người phụ nữ này, cho nên nhất định hắn phải tìm cho ra các bí mật liên quan đến nàng. Đang mải suy nghĩ, hắn lại thấy người phụ nữ trước ngực mình mở to đôi mắt, hô hấp của nàng dần trở nên dồn dập. Em sao vậy? Lôi Tương Nghiêu vội vã hỏi. Lạc Tranh nhìn hắn, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn. Con búp bê đó là của em. Nhưng tại sao lại biến thành bộ dáng như thế được chứ? Còn có cả những vết máu ở trên mặt nó nữa. Rốt cuộc ai đã làm do nó trở thành như thế? Thì sao nàng vẫn cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó? Ngoan ngoãn nghe lời, những chuyện này hãy giao lại cho anh. Nhiệm vụ của em lúc này là nhắm mắt, ngủ một giấc thật ngon, được không? Hắn cất giọng hết sức nhẹ nhàng để trấn an nàng, không để cho tâm tư của nàng trở nên hoảng loạn thêm nữa. Vâng. Lại tranh nghe lời hắn, gãi gật đầu, nhắm đôi mắt lại. Thời gian chậm chạp trôi qua, Lôi Tương Nghiêu vẫn cứ thế mà ôm nàng, nhẹ nhẹ vỗ về, ô yếm nàng. Một lâu lâu sau hắn cúi đầu nhìn người phụ nữ đang vùi trong ngực mình, hai hàng lông mày đang giãn ra, hàng lông mi dài cong vút cũng khép chặt lại, hô hấp cũng trở nên nhịp nhàng hơn. Lúc này, hắn mới yên tâm mà thở dài một hơi. Di động của hắn bất ngờ rung lên, phát ra tiếng kêu ù ù. Đây chính là thói quen của Lôi Tương Nghiêu, điện thoại luôn ở chế độ rung, rất hiếm khi dùng nhạc chuông. Bấm nút nhận cuộc gọi, từ đầu dây bên kia, một giọng nói cung kính vang lên. Lôi tiên sinh, người ngài cần gặp đã đến. Dùng ta tới phòng khách chờ tôi. Lôi Tình Nghiêu nghiêng tiếng ra lệnh, ngay sau đó cúp điện thoại. Nhẹ nhàng sát đầu Lạc Tranh đặt lên gối, hắn cúi người xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn đầy tình cảm. Hắn biết nàng đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, chắc cũng phải rất lâu sau mới tỉnh dậy. Bởi vì trong cốc sữa đưa cho nàng lúc nãy, Lôi Tương Nghiêu đã cho thuốc ngủ vào đó. Với loại thuốc ngủ này, nàng sẽ ngủ thẳng một giấc tới tận trưa ngày hôm sau. Mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng phải giải quyết một số chuyện. Em yêu, anh cam đoan với em sẽ không phải sợ hãi cùng hoảng loạn như thế nữa. Hắn khẽ nâng bàn tay nhỏ bé của nàng lên, nhẹ hôn lên đầu các ngón tay mảnh khảnh, tinh tế của nàng. Phòng khách. Thân hình cao lớn vạm vỡ pha chút ngang tàn của Lôi Tương Nghiêu dựa vào ghế sofa. Cà phê và trà đã được đặt lên bàn. Phía đối diện là một ông lão đang dè dặt cầm tách cà uống từng ngụm. Sau khi uống xong, ông ta đưa mắt nhìn Lôi Tương Nghiêu, nở nụ cười có chút bối rối. Vậy Lạc Tranh? Ông lão này không phải ai khác, chính là người được Lạc Tranh gọi là Bác Phúc. Khi Bác Phúc đang chuẩn bị đóng cửa hàng thì có mấy người mặc đồ đen bất ngờ xuất hiện đưa bác tới nơi này. Vẻ mặt của mấy người đó rất lạnh lùng, khiến Bác Phúc một phen hết hồn. Nhưng cũng may thái độ của mấy người này không có gì quá đáng, họ cũng đảm bảo sẽ không để bác gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc đó, tâm tư Bác Phúc mới có thể buông lỏng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bác Phúc cũng không ngờ tới mình lại được đưa tới một khách sạn cao cấp tới như vậy. Có là mơ, bác cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ được đặt chân tới một nơi như thế này. Trong lúc đang mải suy nghĩ, bỗng có một người đàn ông bước vào phòng khách,
đó chính là bạn trai mà là tranh từng giới triệu. Dáng vẻ Lôi Tương Yêu vẫn tỏa ra một khí thế vô cùng cao quý, khiến Bắc Phúc hiểu rằng anh ta không phải là người tầm thường. Lôi Tương Yêu lúc này mới nhớ ra Bắc Phúc hay dùng tiếng Quảng Đông để nói chuyện. Hắn khẽ nhíu mày, rồi dùng tiếng phổ thông hỏi. Bác Phúc, bác có thể nói được tiếng phổ thông không? Có. Đã nhiều năm không sử dụng rồi, có nhiều từ sẽ không được chính xác. Bác Phúc không ngờ cậu ta lại nói được tiếng phổ thông một cách thành thạo, đúng lót đến thế. Nhìn dáng vẻ của cậu ta thì đúng là con lai, nhưng dòng máu châu Á trong người cậu ta khá mạnh mẽ. Không vấn đề gì, bác cứ bình tĩnh nói, tôi sẽ từ từ nghe vậy. Lôi Tình Yêu vô cùng nhẫn nại gật đầu với bác Phúc. Bác Phúc gật đầu liên tục trả lời. Thật tốt quá rồi, xin hỏi, muộn như thế này rồi, cậu còn mời tôi tới... Bác Phúc, tôi không thích nói chuyện vòng vo. Hôm nay tôi mời bác tới đây là muốn hỏi chuyện có liên quan tới bố mẹ của Lạc Tranh. Hắn cầm lấy một tách trà, nhẹ nhàng nhấp môi. Bác Phúc sau khi nghe xong, sắc mặt thoáng chút kinh hãi, có chút mất tự nhiên xoa xoa bàn tay vào nhau. Chuyện này, kỳ thực, chuyện liên quan tới Lạc Gia tôi cũng không biết nhiều. Lý Tương Nghiêm nghe xong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Bác là người đã chứng kiến Lạc Tranh trưởng thành, sao lại không biết chuyện xảy ra ở Lạc Gia chứ? Dứt lời, từ túi áo bên trong lấy ra một tờ séc, trực tiếp đặt trước mặt bác Phúc. Bác Phúc, tôi chỉ muốn hiểu rõ mọi chuyện mà thôi. Bác Phúc nhìn thoáng qua tờ séc ngẩn người, sau đó cầm lên những con số trên tờ séc mà sợ tới ngây người. Số tiền trên tiếng séc là 3 triệu đô la Hồng Kông, không cần phải quy đổi, chỉ cần bác kể cho tôi nghe những chuyện mà bác biết mà thôi. Tới sáng mai, ngân hàng mở cửa, bác có thể rút lấy số tiền này. Lôi Tình Yêu hờ hững tiếp lời, không quan tâm tới phản ứng của bác Phúc. Tôi nghĩ 3 triệu để đổi lấy mấy câu nói, cũng đáng đấy chứ. Lần đầu tiên bác Phúc được nhìn thấy số tiền lớn như vậy, tuy bác có buôn bán, nhưng cũng chỉ là làm ăn nhỏ mà thôi, tính ra cũng chỉ để nuôi sống gia đình mỗi ngày. Bàn tay cầm lấy tờ séc có chút run rẩy, bác Phúc ấp úng nói. Cái này không phải cho lắm, việc đó, tiên sinh, cậu hỏi đi, chỉ cần là chuyện tôi biết, nhất định sẽ không giấu giếm. Bác Phúc thu tay về, đem tờ séc bỏ vào trong túi áo. Toàn bộ hành động của bác Phúc được Lôi Tương Yêu thu hết vào trong tầm mắt, khóe môi hắn hơi cong lên tỏ ý hài lòng. Đúng là có tiền, có thể làm được tất cả, có thể biến những chuyện không thể thành có thể. Bác Phúc, tôi muốn hỏi bác, hoàn cảnh của gia đình Lạc Tranh là như thế nào? Cha của Lạc Tranh là người thế nào? Lôi Tương Yêu hơi nghiêng người về phía trước, tự tay rót trà cho bác Phúc. Bác Phúc có chút bất ngờ khi được Lôi Tương Yêu đối xử nhiệt tình như thế, vội vàng đón lấy tách trà trả lời. Cha của Lạc Tranh tên là Lạc Nguyên, hàng xóm xung quanh đều gọi là A Nguyên. Từ đời ông bà anh ta đã sống ở đây rồi, mọi người ra vào đều trông thấy nhau nên biết rõ lắm. A Nguyên là người giỏi ăn mà không giỏi làm, điều này ai ai cũng biết. Anh ta chẳng chịu làm công việc gì cho đàng hoàng tử tế cả, tuy nhiên tính tình thì cũng không có gì xấu, luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người. Mỗi tội là anh ta đặc biệt thích uống rượu, chỉ cần uống chút rượu là tính cách lại thay đổi hoàn toàn. Lôi Tình Yêu khẽ nhíu mày. Còn mẹ Lạc Tranh thì sao? Bấy là người thế nào? Cậu nói tới Fanny à? Con người của ấy... Khoan, bác vừa nói tên mấy là gì? Lôi Tình Yêu vội vàng ngắt lời bác Phúc, nhạy cảm hỏi lại. Bác Phúc cười. Mẹ của Lạc Tranh tên là Fanny. Tôi hiểu cái tên này có nguồn gốc Anh Quốc. Mọi người cũng cảm thấy kỳ lạ vì chuyện đó. Sao lại không dùng một cái tên Trung Quốc mà lại dùng một cái tên khác người như vậy chứ? Nói tới đây, bác Phúc vội giải thích thêm. Cậu đừng hiểu lầm. Tôi không có ý nói người ngoại quốc các cậu không ra sao. Không vấn đề gì. Lôi Tương Yêu cũng không để ý tới mấy điều này. Mẹ của hắn cũng là người gốc Hoa, cho nên hắn cũng không phải là người Pháp chính gốc. Mẹ của Lạc Tranh họ gì? Bác Phúc suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Nói thật tôi cũng không biết cô ấy họ gì. Tôi chỉ nghe thấy A Nguyên gọi như thế. Một thời gian sau, mọi người cũng gọi theo như vậy. Bác nói hết những gì bác biết đi. Bác Phúc gật đầu kể lại những chuyện mà bác biết về gia đình Lạc Tranh. Về A Nguyên thì hàng xóm láng giềng hầu như không lạ gì nữa. Anh ta là điển hình của mẫu thanh niên vô công rời nghề. Cho dù có ra ngoài kiếm tiền, nhưng cũng chẳng làm đến nơi đến chốn. Cho tới một ngày, tại khu phố Xuân Hương có hai mẹ con họ chuyển vào. Cô con gái xinh như tiên rán trần, khoảng hơn 20 tuổi. Qua cử chỉ lời nói cũng có thể đoán được là hai mẹ con họ là những người có ăn có học. Khu phố Xuân Hương vốn là một nơi phức tạp, mọi người sống ở đây đều là những con người chân chất mộc mạc,
Rõ ràng là hai mẹ con cô ấy không thích hợp ở nơi này, đặc biệt là cô con gái đó. Cô gái quá xinh đẹp, đôi mắt đen đáy to tròn, sáng ngời như những vì tinh tú, có chút ngây thơ vừa lại quyến rũ. Hầu hết các thanh niên của khu phố Sơn Lương lúc đó trong một thời gian ngắn đều bị cô gái cuốn hút. Nhưng không phải đàn ông nào cũng giống nhau, có người thích chiếm hữu, có người lại thích quan sát một cách thầm lặng. A Nguyên chính là kiểu người thứ hai. Từ sau khi gặp cô gái đó, ngày nào anh ta cũng âm thầm đi theo sau cô ấy. Khi có người đàn ông nào làm phiền cô ấy, anh ta liền chủ động đứng ra bảo vệ. Một lần, rồi hai lần, cứ thế rồi bắt chuyện làm quen với cô ấy một cách hết sức tự nhiên. Không lâu sau, mẹ của cô gái qua đời. Trong lúc cô ấy đang vô cùng đau khổ tuyệt vọng, A Nguyên đã tay cô ấy làm mọi chuyện, kể cả việc lo hậu sự, an táng cho mẹ cô gái. Một thời gian sau, A Nguyên dẫn người con gái về, đồng thời tuyên bố muốn kết hôn với cô. Cứ thế, người con gái lẻ loi cô độc đã được gả cho A Nguyên, cũng chính là người mà mọi người vẫn gọi là Fanny sau này. Sau khi lập gia đình, A Nguyên cũng bắt đầu hiểu chuyện hơn, biết bảo vệ người vợ xinh đẹp của mình, chăm chỉ làm ăn hơn, không lười biếng như trước nữa. Ngày ngày anh ta đều chăm chỉ làm việc từ sáng đến tối. Mấy năm đầu, cuộc sống của họ rất vui vẻ, mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ vì anh ta lấy được người vợ xinh đẹp. Thời gian cứ thế trôi đi, cho tới khi bố mẹ của A Nguyên đột nhiên qua đời, những ngày tháng hạnh phúc không còn nữa. Lúc đó, Fanny vừa mang thai. Người Hồng Kông lại rất mê tín, họ cho rằng khi một người được sinh ra thì sẽ có một người phải mất mạng. Tất nhiên, cũng sẽ có rất nhiều lời đồn đại. Thêm vào đó, rất nhiều người đố kỵ với sắc đẹp của Fanny, tạo ra những lời đồn ác ý như đổ thêm dầu vào lửa, ám chỉ Fanny là tai họa, là sao chổi, lại càng ngày có những lời đồn đại càng được thổi phồng lên một cách mạnh mẽ. Mới đầu A Nguyên cũng không để ý tới mấy chuyện đó, nhưng sau một thời gian dài, hoàn cảnh cũng làm thay đổi tính cách của con người. Dần dần anh ta trở nên thô bạo, ngày càng uống rượu nhiều hơn. Không những thế, A Nguyên còn thường xuyên lấy tiền của Fanny kiếm được đem đi đánh bạc. Fanny luôn nhẫn nhịn, gắng chịu đựng cuộc sống như thế. Cô ấy không biết mình đã làm sai điều gì mà phải chịu đựng lời đồn ác ý như vậy, nên chỉ đành âm thầm khóc một mình. Sau khi Lạc Tranh được sinh ra, A Nguyên lại càng cảm thấy bất mãn hơn. Mình ta một mực hy vọng đó là con trai, không ngờ cô ấy lại sinh ra một đứa con gái, nuôi tốn cơm tốn gạo. Rồi cứ như thế, mọi người xung quanh phố chứng kiến trên người Fanny ngày càng có những nhiều vết bầm tím, thậm chí có lúc nhìn những vết bầm tím trên người Lạc Tranh nữa. Có người khuyên Fanny nên báo cảnh sát, nhưng cô ấy không muốn dính vào những chuyện rắc rối không cần thiết, như thế cứ mà âm thầm chịu đựng. Có thể nói Fanny luôn sống trong chuỗi ngày lo lắng và chịu nhiều đau khổ đến khi Lạc Tranh 18 tuổi. Bác Phúc, khi Lạc Tranh 18 tuổi đã xảy ra chuyện gì? Lôi Tử Nghiêu vội hỏi ngay vào vấn đề. Bác Phúc uống một ngụm trà, hết thở dài. Hay, kỳ thực tôi cũng đoán được là mối quan hệ này của hai người họ sẽ tới một ngày xảy ra chuyện. Kết quả là tôi đã đoán đúng. Năm Lạc Tranh 18 tuổi, đậu vào đại học danh tiếng. Tôi còn nhớ lúc đó A Nguyên rất bực tức, chạy từ trong nhà ra ngoài, miệng vẫn chửi bới om sòm mấy câu đại loại như: con gái thì học đại học làm cái gì? Tôi nghe mà cũng cảm thấy buồn. Nhưng Lạc Tranh cũng không phải là đứa bé tầm thường, từ nhỏ lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh như thế mà thành tích học tập vẫn rất tốt. Vợ tôi thương con bé lắm, lần nào cũng nhét cho con bé ít hoa quả. Lạc Tranh còn nói với chúng tôi sau này lớn lên con bé muốn làm cảnh sát hoặc là đại luật sư. Cô ấy đã từng nói với bác thế à? Người thường yêu không thể tưởng tượng được Lạc Tranh mà là trở thành cảnh sát thì như thế nào. Bác Phúc gật đầu. Thực ra thì cũng dễ hiểu thôi, con bé chỉ muốn bảo vệ mẹ mình. Lôi Tử Nghiêu nghe xong, trong lòng có chút nhói đau, hít sâu một hơi rồi hỏi. Sau đó thì sao? Lại xảy ra chuyện gì? Bác Phúc nhớ lại. Còn nhớ đêm hôm đó khi tôi thu dọn cửa hàng, đúng lúc thấy A Nguyên về nhà rất muộn, anh ta đã uống say rượu say mềm, nhưng trên người lại có rất nhiều vết bầm tím. Tôi cũng không thấy làm lạ, anh ta thường xuyên bị chủ nợ đuổi đánh, thật sự hết thuốc chữa rồi. Tôi chỉ thương Fanny và Lạc Tranh, chỉ cần A Nguyên uống rượu vào là hai mẹ con cô ấy lại phải chịu họa. Lôi Tử Nghiêu vô thức siết chặt nắm tay, hắn dường như đang nhìn thấy dáng vẻ Lạc Tranh khóc hết sức thảm thương, không được có ai để nương tựa. Bác nói hôm đó trên người ông ta đầy vết thương, có phải vì thế mà ông ấy không chịu nổi những lần đòi nợ tiếp theo mà buộc phải nhảy lầu tự tử không? Và đúng lúc đó thì bác và bác gái nhìn thấy. Lôi Tử Nghiêu hỏi lại.
Bác Phúc nghe xong, dáng vẻ bi thương ban đầu đột nhiên thay đổi, giống như vừa nghe được một tin vô cùng bất ngờ, nhìn Lôi Tương Nghiêu thắc mắc hỏi lại. Nhảy lầu, cô đối An Nguyên nhảy lầu, sao có thể như thế được? Tôi quá hiểu tính cách của anh ta là người ham sống sợ chết, cho dù người trong thiên hạ có nhảy lầu hết, thì anh ta cũng không hành động nông nổi như thế. Lời nói của bác Phúc làm cho Lôi Tương Nghiêu có chút ngỡ ngàng, đôi mắt đen sâu thẳm nổi lên nét nghi hoặc. Ý của bác là cha của Lạc Tranh không hề nhảy lầu tự tử? Cái này nói như thế nào nhỉ? Bác Phúc gãi đầu, suy nghĩ rồi tiếp tục nói. Nói chính xác là tất cả mọi người đều không biết người nhảy lầu tốn đó thực sự là ai. Có người nói đó là An Nguyên, có người nói đó lại là Fanny. Vì tốn đó, rất nhiều người nghe thấy tiếng tranh cãi, tôi và bà nhà tôi cũng nghe thấy. Mới đầu không ai trong chúng tôi để ý vì biết rằng An Nguyên uống rượu say, chắc chắn lại lấy vợ ra để trút giận. Ai ngờ, bọn họ cãi nhau một hồi rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Chúng tôi còn tưởng rằng sẽ không còn chuyện gì nữa, cho tới khi nghe thấy tiếng Lạc Tranh khóc tới mức thảm thiết. Bác và bác gái đều tới hiện trường chứ? Hai người đã nhìn thấy những gì? Lôi Tương Nghiêu không hiểu lời bác Phúc cho lắm, lập tức hỏi dồn. Bác Phúc nhâm nhi trả lên, nhấp một ngụm, sau đó đem tất cả những chuyện mà bác đã chứng kiến khi nói đó ra. Đêm đó A Nguyên và Fanny cãi nhau rất to, làm cho hàng xóm xung quanh cũng đều nghe thấy hết. Nhưng không có ai báo cảnh sát vì họ hiểu rằng, cho dù có báo cảnh sát thì cũng không thể thay đổi được thói hư tật xấu của A Nguyên. Hai bọn họ cãi nhau một hồi lâu rồi cũng dừng lại. Lúc này bác Phúc đã dọn dẹp cửa hàng từ lâu, đang tính toán tiền hàng cùng bác gái. Nghe thấy họ ngừng cãi nhau cũng không ai để ý tới nữa. Cứ như thế nửa tiếng tôi choa, bác Phúc đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của Lạc Tranh. Tiếng khóc vô cùng thảm thiết, thê lương, làm cho người khác nghe mà cũng cảm thấy kinh sợ. Ngay sau đó là tiếng xe cảnh sát, xe cấp cứu tiến tới, chật cứng cả ngõ phố 113. Bác Phúc cùng bác gái không nói lời nào, lập tức từ đó. Vì bọn họ đi đi nhanh, nên khi hai người tới hiện trường thì những người khác mới lần lượt chạy tới. Bác Phúc thấy dưới đất toàn là máu, tạo thành từng vũng một, giống như những đám mây máu trên bầu trời rơi xuống đất vỡ tan tành. Hiện trường trên thần tượng do họ cũng không nhìn thấy vì đã bị cảnh sát phong tỏa. Tình hình cụ thể của An Nguyên và Fanny như thế nào không một ai hay biết, chỉ nhìn những vũng máu trên đường mà cảm thấy sợ. Điều duy nhất mà bọn họ nhìn thấy là Lạc Tranh được nhân viên cứu hộ dẫn xuống. Trên người con bé cũng toàn là máu, toàn thân run rẩy, ánh mắt vô hồn, giống như một xác chết đang chuyển động. Anh nhìn thấy cũng cảm động cùng vô cùng sợ hãi. Cho tới đây, bác Xúc khẽ thở dài. Lại tranh cũng thật là đáng thương, từ nhỏ tới lớn không được hưởng hạnh phúc, dù chỉ một lần. Toàn bộ tâm tư của Lôi Tương Nghiêu đập tập trung vào từng lời nói vừa rồi của bác Phúc. Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ, ngay lập tức đặt câu hỏi. Bác Phúc, bác vừa nói đến đêm đó họ cãi nhau rất to, hàng xóm đều nghe thấy hết đúng không? Đúng thế, có thể là do họ không đóng cửa sổ. Thêm vào đó, giọng cả A Nguyên cũng rất lớn, hai người họ cãi nhau cái gì mọi người đều nghe thấy hết. Bác Phúc gật đầu nói, ánh mắt Lôi Tương Nghiêu nổi lên tia nghi hoặc. Đêm đó trời không mưa sao? Hẳn nhớ rõ là Tranh từng nói đêm đó trời mưa rất to, sấm rung chớp giật, căn nhà cũ hắn cũng vừa ghé qua. Nếu như đêm đó mà mưa như đêm nay thì dù có cãi nhau to tới mấy cũng sẽ bị tiếng mưa ạt đi, vì thế hàng xóm cũng không nghe thấy gì. Trời mưa? Bác Phúc không cần suy nghĩ mà lập tức lắc đầu. Tôi nhớ rất rõ, đêm đó trời rất là nóng, tới tối mà tôi phải bật quạt liên tục, vợ tôi còn không ngừng kêu ca lãng phí tiền điện. Lôi Tương Nghiêu nghe hết sức ngỡ ngàng, cho ánh mắt nổi lên trước khó hiểu. Lại Tranh, tại sao nàng phải nói dối? Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng nói tiếp. Bác Phúc, bác tận mắt nhìn thấy dưới nhà có vết máu, này nói là ông Nguyên không có nhảy lầu, chuyện này là thế nào? Điều kỳ lạ chính là chỗ đó. Đây cũng chính là lý do mà tôi và bà nhà tôi không dám nói gì nhiều trước mặt Lạc Tranh. Bác Phúc lại thở dài. Chúng tôi hiểu rất rõ tính cách của A Nguyên. Đêm đó, quả thực chúng tôi không biết ai là người bị thương hay là đã chết. Chỉ nhìn thấy đèn xe cảnh sát nhấp nháy, tiếng xe cấp cứu vang lên. Có người nói A Nguyên nhảy lầu, nhưng chúng tôi không tin. Anh ta là người coi trọng tính mạng, sao lại có thể tự sát chứ? Nếu đêm hôm đó thực sự là A Nguyên chết, thì chỉ có một cái lần, đó là bị giết. Lôi Tương Nghiêu hơi nhíu mày. Thực ra sau đó chúng tôi cũng đoán ra là A Nguyên đã xảy ra chuyện. Theo thói quen sau khi uống rượu, anh ta sẽ phải làm loạn lên vài tiếng mới chịu thôi. Nhưng đêm đó, rất nhanh đã không thấy động tĩnh gì. Chúng tôi đoán...
Bác Phúc nói ấp úng, cẩn thận nhìn người đàn ông ở trước mặt, rất lâu sau không nói năng gì. Trong lòng Lũy Tư Nghiêu đã dần sáng tỏ, nhưng không thấy bác Phúc có động tĩnh gì, lạnh lùng ra lệnh. Bác nói tiếp đi. Bác Phúc hắng giọng, suy nghĩ một chút rồi ngượng ngùng nói. Sau khi xảy ra chuyện đó, chúng tôi không nhìn thấy gia đình A Nguyên nữa, nên chúng tôi đoán rằng liệu năm đó có phải Fanny đã giết A Nguyên, hay chính là Lạc Tranh giết anh ta. Sắc mặt của Lôi Tư Nghiêu đột nhiên trở nên rất khó coi, đằng đằng sát khí, lạnh như băng, làm cho bác Phúc trở nên sợ hãi, chỉ biết nuốt nước miếng. Bác Phúc, bác có bằng chứng nào để chứng minh việc này do Fanny hay là Lạc Tranh làm hay không? Chứng cứ, cái đó không có. Tôi chỉ nghĩ là Fanny thường xuyên bị đánh, nên cô ấy có lý do để giết A Nguyên. Còn Lạc Tranh một lòng muốn bảo vệ mẹ mình, mối quan hệ giữa con bé với A Nguyên lại không tốt. Không chừng đêm đó thấy A Nguyên đánh đập Fanny, nên con bé mới nhỡ tay. Nếu không, sao trên người Lạc Tranh lại toàn máu như thế? Nói tới đây, bác Phúc thấy sắc mặt của Lưu Thanh Nhiêu càng trở nên khó coi hơn, vội vàng nói đỡ thêm. Thực ra đây cũng chỉ là phỏng đoán của chúng tôi mà thôi. Nếu như Lạc Tranh thực sự giết người, thì con bé phải chịu án phạt. Sao bây giờ vẫn còn trở thành luật sư nổi tiếng được chứ? Cậu nói xem như thế có phải không? Bác Phúc đột nhiên nhớ tới việc người đàn ông này là bạn trai của Lạc Tranh. Nói con bé như thế, trước mặt hắn đúng là không nên chút nào. Bác Phúc, hôm nay đã làm việc bác rồi. Nghe bác Phúc nói xong, Lôi Tư Nghiêu đứng dậy, cất giọng vô cùng lạnh lùng. Sắc mặt hắn cũng không hề có chút biểu cảm. Không có vấn đề gì, không vấn đề gì. Chỉ cần có thể giúp được mọi người là tốt rồi. Bác Phúc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy Lôi Tư Nghiêu có vẻ muốn kết thúc cuộc nói chuyện này, gật đầu cười. Vậy, nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép. Đứng lại. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông phía sau lưng khẽ cất lên. Hãy nhớ kỹ, sau này chuyện của nhà Lạc Tranh không được nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Nếu có ai hỏi đến, hy vọng bác và bác gái đều nói là không biết. Nếu không, tôi cũng không đảm bảo cuộc sống sau này của hai bác đâu. Câu nói vừa rồi của Lưu Tương Nghiêu làm cho bác Phúc sợ hãi tới mức run rẩy, ngật đầu lia lịa. Bác biết người đàn ông này không phải là Bồ Tát gì. Hôm nay tha cho bác, đồng nghĩa với việc cả đời này bác phải biết giữ mồm giữ miệng. Chương 138, chỉ nguyện vì em. Khi Lạc Tranh tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tấm rèm cửa cũng đã dịu đi bớt phần nào, khiến nàng vừa mở mắt ra cũng không cảm thấy quá chói mắt. Nàng khẽ ư một tiếng, hoàn toàn thanh tỉnh sau một giấc ngủ sâu vô cùng thoải mái, không hề gặp ác mộng, cũng không tràng tỉnh lúc nửa đêm. Khi nhìn sang bên cạnh, đã thấy giường trống từ bao giờ. Lạc Tranh ngoái đầu nhìn đồng hồ, ngay lập tức nàng bật dậy, dường như vừa nhớ tới điều gì đó, vội vàng bước xuống giường để đi đánh răng rửa mặt. Lạc Tranh đã sớm điều tra, hôm nay Ôn Úc Khiên sẽ ra ngoài làm việc, vốn là muốn lẻn vào nhà Ôn Úc Khiên để lấy đoạn băng ghi âm kia, nhưng không ngờ lại ngủ tới tận buổi chiều thế này. Mai chỉ thầm mong chờ Ôn Úc Khiên trở về nhà, cũng mong sao an toàn vượt qua sự kiểm soát của Lôi Tư Nghiêu. Đang lúc Lạc Tranh quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng ngủ thì bất gặp Lôi Tư Nghiêu cũng đang từ ngoài cửa bước vào. Cả thân hình của hắn như tắm trong ánh nắng mặt trời rực rỡ. Thấy nàng có vẻ muốn đi ra ngoài, Lôi Tư Nghiêu nhẹ nhàng cười hỏi. Em định đi đâu à? Lạc Tranh không ngờ sẽ gặp Lôi Tư Nghiêu ngay lúc này nên có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh sau đó nàng liền nở nụ cười tươi tắn, hoàn toàn che giấu đi vẻ mất tự nhiên vừa thoáng hiện trong ánh mắt. Em định đi gặp một người bạn. Trước kia cũng chơi khá thân, biết em trở về Hồng Kông nên đã hẹn em hôm nay gặp nhau. Lôi Tư Nghiêu nghe xong vẫn tỏ thái độ vô cùng bình thản. Hắn nhẹ nhàng gật đầu rồi đi vào phòng khách, ngồi xuống sofa nghỉ ngơi. Lạc Tranh thấy hắn không tỏ vẻ nghi ngờ gì, cũng không có phản đối, khiến nàng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Ra tới cửa, nàng còn xoay người lại nói với hắn. Vậy em đi đây. Vừa dứt lời, nàng liền mở cửa tính bước ra ngoài. Người bạn có thể tâm sự cùng em, ngoài Lưu Ly ra, thì còn ai khác mà anh không biết nhỉ? Sau lưng nàng, giọng nàng âm trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, vô cùng bình thản, nhưng lại cực kỳ sắc bén, đánh tan lời nói dối của nàng. Cả người Lạc Tranh bất giác cứng ở lại, khuôn mặt trở nên mất thần vì kinh ngạc. Mấy giây sau, nàng mới quay đầu lại, dùng mắt vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng Lui Tương Nghêu. Em không tin lời em nói. Bởi vì lời nói của em hoàn toàn không có sức thuyết phục. Lôi Tư Nghiêu cũng hờ hững trả lời.
Nếu giờ này em tới nhà Onukhin, đảm bảo sẽ bị hắn bắt gặp. Lạc Tranh hoàn toàn bị lời mời, lời nói của Lưu Thương Yêu làm cho sững người. Một lúc lâu sau nàng mới chậm rãi bước tới bên cạnh hắn, mở to đôi mắt nhìn hắn có chút nghi ngờ. Sao anh biết em muốn tới chỗ Onukhin? Lưu Thương Yêu không trả lời ngay, chậm rãi lôi ra vật gì đó từ trong túi áo để lên bàn trà. Thì em muốn lấy là cái này phải không? Lạc Tranh quay đầu nhìn lại, trên bàn chính là một cột băng ghi âm nhỏ, nàng từ không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Thương Yêu, anh... Lời của nàng còn chưa nói xong, cả người liền bị Thúy Thương Yêu lôi vào xuống ghế. Hắn đưa tay giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong mắt lộ rõ vẻ đau lòng của chua xót. Tranh, anh không phải nói như thế nào nữa thì em mới chịu hiểu đây. Em là người phụ nữ của anh, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng nên nói rõ ràng với anh. Anh sẽ giúp em nghĩ cách giải quyết, không cần phải vì anh mà làm những chuyện nguy hiểm như vậy. Nhìn những lời nói vô cùng nghiêm túc và chân tình của Lưu Thương Yêu, trong lòng Lạc Tranh không khỏi dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Em chỉ không muốn làm cho anh bị thương tổn. Nhà đầu ngốc. Lưu Thương Yêu liền kéo nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn lên mái tóc của nàng. Anh là đàn ông, cho dù thực sự có bị tổn thương đi chăng nữa, thì sức chịu đựng vẫn mạnh mẽ hơn nhiều so với phụ nữ. Thương Yêu, tính cách độc lập của em đã trở thành thói quen mất rồi, chỉ cần có chuyện liền tự mình đứng ra xử lý. Lưu Thương Yêu khẽ vòng tay, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thâm tình. Không thể như thế được, trước kia em có thể hành động như thế, nhưng bây giờ tuyệt đối không được. Em nên nhớ rằng, người che chở cho em chính là anh. Từ nay về sau, có bất kỳ chuyện gì phát sinh cũng phải bàn bạc với anh trước. Chỉ cần nói với anh sẽ tìm cách giải quyết. Anh nói rồi, chuyện của em làm rất đơn giản, chỉ cần mỗi ngày là sống một cách thoải mái, vui vẻ, tận hưởng hạnh phúc là được. Em hiểu rồi chứ? Nhưng mà... Mặc dù là Tranh rất cảm động vì những lời nói chân thành của Lôi Tương Yêu, nhưng vẫn không đành lòng nói tiếp. Em không thể cứ người đó mà không làm gì cả, như thế chẳng khác nào một người ăn không ngồi rồi cả. Ai bảo em không phải làm gì cả? Lôi Tương Yêu khẽ cười, véo nhẹ lên cho mũi Lạc Tranh. Việc em phải làm đó là cả đời toàn tâm toàn ý yêu anh, công việc này là trách nhiệm không nhỏ đâu nhé. Lạc Tranh bên lời nói của Lôi Tương Yêu làm cho buồn cười, khẽ đập nhẹ lên người hắn, sau đó chủ động ôm lấy hắn. Nàng thật sự rất muốn vì hắn mà làm một cái gì đó, cho dù một lần thôi cũng được. Đó cũng chính là để chứng tỏ tình yêu của nàng dành cho hắn mà thôi. Một lâu sau Lạc Tranh nhẹ giọng hỏi. Cô băng ghi âm này thực sự anh lấy từ chỗ Onukhin sao? Lấy mà thuộc hạ làm. Lưu Thương Yêu đem nàng ôm vào trong ngực, vươn lấy, cầm cuộn băng ghi âm. Ngay sau đó, hắn siết chặt nắm tay lại, cuộn băng ghi âm liền bị bóp nát vụn. Lạc Tranh nhìn cuộn băng ghi âm hồi, rồi quay sang nhìn hắn, tỉnh táo hỏi. Rốt cuộc là tại sao anh biết được chuyện này? Em đoán đi, em thông minh như vậy nhất định sẽ đoán ra. Lưu Thương Yêu cười đầy bí hiểm, hai hàng lông mày khẽ nhếch lên đầy tà mị, bề môi cũng cong lên thành một nụ cười mang theo ý đùa bỡn. Lạc Tranh khẽ nhíu mày, trong mấy giây ngắn ngủi, mình nghĩ ngay tới một khả năng. Là Dư Vũ có đúng không? Ngoài trừ cô ta, em không nghĩ có người thứ hai làm được chuyện này. Thế mới nói vợ anh rất thông minh mà. Lưu Thương Yêu cười một cách sảng khoái, nhẹ xoa đầu Lạc Tranh hết sức sủng ái. Cùng một câu tán thưởng dành cho nàng. Đừng có định em. Làm thế nào mà Dư Vũ này nói cho anh biết được mọi chuyện vậy? Có phải anh nguy hiếp cô ấy không? Nàng tiếp tục tra hỏi. Lưu Thương Yêu vội vàng giơ cao hai tay lên. Có trời đất chứng giám, anh không hề uy hiếp cô ta. Là chính cô ta phát hiện ra, sợ em gặp nguy hiểm nên mới gọi điện thoại cho anh biết chuyện này. Là Tranh lúc này mới tưởng tận mọi chuyện, nhìn về phía Lưu Thương Yêu. Hiện giờ Dư Vũ đang ở đâu? Onukhin không thấy cô băng ghi âm, cô ấy nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Dư Vũ à, hiện tại cô ta đang trên máy bay ra nước ngoài rồi. Sáng sớm nay anh đã sai thuộc hạ lo xong mọi chuyện. Lưu Thương Yêu thong dong cất tiếng cười cực kỳ thoải mái. Lần này Lạc Tranh thật sự không nhận thua cũng không được. Đang nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn, hãy cất tiếng thở dài từ tận đáy lòng. Có tiền thật là tốt, không cần phải tự mình ra tay cũng có thể giải quyết được mọi phiền toái. Lưu Thương Yêu có chút buồn cười, ôm chặt lấy nàng khẽ cười. Người hiểu chuyện như em mà vẫn đáng yêu, em ở bên cạnh chẳng phải là tốt hơn sao? Em... Lạc Tranh có chút khó hiểu. Thì em được gả cho anh, tất cả mọi thứ của anh chẳng phải là của em sao? Lưu Thương Yêu véo nhẹ cho mũi của nàng, cất tiếng cười tà mị. Tự phụ. Lạc Tranh nhìn hắn đang vô cùng khoái trí, nghịch ngợm cắn vào hắn một cái.
Lưu Tư Nghiêng bị bộ dáng của nàng chọc cho buồn cười, ôm chặt nàng, trong đầu lại thoáng hiện lên từng câu mà sư phụ nói với mình trong điện thoại. Tôi cảm thấy luật sư Lạc có gì đó rất lạ. Lúc tôi vừa bước vào cửa, mình nhìn thấy ánh mắt vô cùng hung dữ của cô ấy. Lại thầm liên tưởng tới lời của bác Phúc, Lưu Tư Nghiêng lặng lẽ thở dài, dịu dàng thì thầm bên tai nàng. Đêm này chúng ta trở về Paris nhé. Tối mai anh sẽ hẹn với bác sĩ Owat tới biệt thự rồi. Bác sĩ Owat? Đại Tranh thoáng nghĩ tới vị bác sĩ tâm lý kia nên hỏi. Anh hẹn ông ấy có việc gì? À, ông ấy đang giúp Liệt tiến hành đánh giá tâm lý một cách toàn diện. Tuy nói Liệt đã không sao cả, nhưng những việc này thực sự cần thiết. Dù sao ông ta cũng là bác sĩ tâm lý của Liệt suốt thời gian qua mà. Lưu Tư Nghiêng nhẹ nhàng giải thích. Ừ, cũng phải. Đại Tranh không phát hiện ra trong ánh mắt của Lưu Tư Nghiêng có chút khác thường, khẽ gật đầu. Được, vậy đêm nay chúng ta trở về Paris. Lưu Tư Nghiêng nở nụ cười dịu dàng, một lần nữa ôm chặt lấy nàng. Hết tập 43. Cảm ơn các bạn lắng nghe. Theo dõi và muốn tìm trong suốt thời gian qua, mình Loki. Các bạn like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.